Trong một trận bóng chày sẽ có hai đội, mỗi đội 9 cầu thủ ở 9 vị trí phòng thủ khác nhau. 9 vị trí đó là: vị trí thứ nhất, ném bóng, hay còn gọi là pitcher, đứng ở giữa trung tâm của sân bóng chày. Ở trong truyện Doraemon bóng chày có rất nhiều nhân vật ném bóng được các bạn đọc ưa thích, ví dụ như là Hiroshi của đội Dorabesu, Shiroemon của đội Arakawa Waitasu, Pokoemon của đội Yamadera Beasu, Emoru của đội Akane Furayasu, hay Trump của đội Devil Kings. Vị trí thứ hai, người bắt bóng, hay còn gọi là catcher, đứng đối diện với cầu thủ ném bóng và phòng thủ ở chốt nhà. Ở trong truyện, Pokemon là cầu thủ chưa bắt bóng cho đội Uras. Vị trí thứ ba, chốt 1, hay còn gọi là first baseman, là cầu thủ phòng thủ ở vị trí chốt 1, phía bên phải của người bắt bóng. Ở trong truyện, người chơi chốt 1 cho đội Dora chính là Hiroemon. Vị trí thứ tư, chốt 2, hay còn gọi là second baseman, là cầu thủ phòng thủ ở vị trí chốt 2. Dù gọi là chốt 2 nhưng thực ra cầu thủ chốt 2 lại thường hoạt động ở vị trí giữa chốt thứ nhất và chốt thứ hai nhiều hơn. Ở trong truyện, người chơi chốt 2 cho đội Dora là Pokoemon. Vị trí thứ 5, chốt 3, hay còn gọi là third baseman, là cầu thủ phòng thủ ở vị trí chốt 3. Ở trong truyện, người chơi chốt 3 cho đội Dora không ai khác chính là đội trưởng Kuroemon. Vị trí thứ 6, chặn ngắn, hay còn gọi là shortstop. Vị trí này rất giống với cầu thủ ở chốt 2. Cầu thủ chặn ngắn thường hoạt động ở giữa vị trí chốt 2 và chốt thứ 3. Ở trong truyện Dora, người chơi vị trí chặn ngắn chính là công tử nhà giàu Shiroemon. Vị trí thứ 7, trái ngoài, hay còn gọi là left fielder. Đây là vị trí phòng thủ cánh trái ở sân ngoài. Người chơi vị trí trái ngoài cho đội Dora chính là Emonto. Vị trí thứ 8, giữa ngoài, hay còn gọi là center fielder. Đây là vị trí phòng thủ ở khu vực trung tâm của sân ngoài. Ở trong truyện, người chơi vị trí này cho đội Dora chính là Toraemon. Vị trí thứ 9, vị trí cuối cùng, phải ngoài, hay còn gọi là right fielder, chính là người phòng thủ ở khu vực cánh phải của sân ngoài. Trong truyện, người chơi vị trí phải ngoài cho đội Dora là Guriemon. Tuy nhiên, vì việc học, Guriemon phải rời đội và sau này được em út Chibiemon thay vào. Đó là vì sao Chibiemon mang áo số 0 chứ không phải là số 9, bởi vì số 9 là số áo của Guriemon. Vậy sân bóng chày có hình dạng làm sao nhỉ? Sân bóng chày có hình rễ quạt, bao lấy một ô đất hình vuông có 4 chốt ở 4 cạnh. Kích thước của sân có tỷ lệ lớn hoặc nhỏ khác nhau tùy vào giải đấu, nhưng thường ở sân dành cho thiếu nhi, khoảng cách giữa mỗi chốt là 18,3m và bán kính của đường rễ quạt là 61m. Khoảng cách từ người ném bóng tới chốt nhà là 14m. Có 3 khu vực chính, đó là sân trong, tức là khu vực bên trong của sân đất hình vuông. Sân ngoài chính là khu vực còn lại của sân đất hình rễ quạt, và cuối cùng là sân bóng lỗi. Cũng như các môn thể thao khác, mục tiêu của một trận bóng là ghi được nhiều điểm hơn đội đối thủ. Thông thường, một trận bóng chày kéo dài 9 hiệp không giới hạn thời gian. Trong 9 hiệp đó, đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ là đội chiến thắng. Nếu đã 9 hiệp trôi qua mà vẫn hòa nhau, hai đội sẽ tiếp tục thi đấu thêm một hiệp phụ nữa để xem bên nào ghi được nhiều điểm hơn. Nếu vẫn hòa nhau trong hiệp phụ, hai đội tiếp tục thi đấu thêm một hiệp nữa, vân vân, cho đến khi phân định được thắng bại. Vậy làm thế nào để có thể ghi điểm? Khác với các môn thể thao khác, ở trong bóng chày, đội giữ bóng không phải là đội đang tấn công mà lại là đội đang phòng thủ. Tất cả 9 cầu thủ ở trong đội tấn công đều sẽ được lần lượt đội mũ bảo hiểm và cầm gậy lên đánh bóng. Thứ tự đánh bóng sẽ được đội trưởng hoặc huấn luyện viên tự sắp xếp. Mục đích của bên tấn công là đánh bóng ngược lại vào sân trong, sau đó chạy đến chiếm lấy các chốt. Nếu một cầu thủ của đội tấn công đã chạm đủ vào các chốt từ thứ nhất, chốt thứ hai, chốt thứ ba và cuối cùng là về lại chốt nhà, thì cầu thủ đó sẽ ghi được 1 điểm cho đội của mình. Vậy làm thế nào để có thể ngăn cho đội tấn công ghi điểm? Đội phòng thủ phải làm mọi cách để loại, hay còn gọi là out, cho bằng được từng cầu thủ của đội tấn công. Nếu đội tấn công có 3 người bị loại, thì lượt tấn công trong hiệp đó sẽ kết thúc. Có tổng cộng 4 cách để đội phòng thủ có thể loại được người của đội tấn công, bao gồm: cách thứ nhất, loại trực tiếp, hay còn gọi là strike out. Đây là cách loại trực tiếp nhất, loại người tấn công ở ngay lượt đánh bóng. Cạnh cầu thủ ném bóng đối đầu với cầu thủ đánh bóng chính là cạnh được thấy nhiều nhất ở trong truyện Doraemon bóng chày.
Để loại được người ném bóng, người giao bóng phải ném bóng vào một ô chữ nhật tưởng tượng gọi là vùng bóng tốt, có chiều dài từ khoảng vai đến đầu gối của người đánh bóng. Chiều rộng cũng tính là chiều rộng của chốt nhà. Để loại được người đánh bóng, người giao bóng phải kiếm được 3 lần ném bóng tốt. Cách để tính bóng tốt như sau. Thứ nhất, nếu người ném giao bóng sao cho bóng bay qua khu vực đó mà không chạm đất thì đó sẽ được gọi là bóng tốt. Và ngược lại, nếu bóng bay lệch khỏi khu vực bóng tốt hoặc giao bóng mà bóng chạm đất thì sẽ bị tính là bóng xấu. Thứ hai, nếu người đánh bóng vung gậy trượt thì sẽ được tính là bóng tốt. Thứ ba, nếu người đánh bóng đánh trúng được bóng nhưng bóng lại bay vào phần sân bóng lỗi thì đó sẽ được tính là bóng tốt cho người đánh bóng. Tuy nhiên, nếu người ném đã có 2 lần bóng tốt rồi thì trường hợp này sẽ không được tính là bóng tốt nữa. Ví dụ như clip sau đây. Đầu tiên, như các bạn có thể thấy, phía trước người phát bóng là một ô hình chữ nhật. Đây là vùng mà người ném bóng được cho là phải ném bóng qua để kiếm được bóng tốt. Tuy nhiên, các bạn nên nhớ ô hình chữ nhật này không có thật và chỉ được vẽ bằng máy tính thôi. Cho nên việc xác định bóng tốt hay bóng xấu vẫn phải nhờ vào quyết định của trọng tài, mà trọng tài là người đứng sau người bắt bóng đấy. Ở trong pha bóng đầu tiên, người ném bóng đã ném bóng trượt khỏi vùng bóng tốt. Tuy nhiên, người đánh bóng vẫn quyết định đánh và đánh trượt. Cho nên dù đây là bóng xấu, trọng tài vẫn sẽ tính đây là bóng tốt. Ngay lại ở pha bóng thứ hai, người đánh bóng đã đánh bóng trúng. Tuy nhiên, bóng lại bay ngược. Như bạn có thể thấy, bóng bay ngược khỏi khán đài ở phía sau của người bắt bóng. Là đánh bóng ra sau vùng bóng lỗ như vậy thì trái bóng đó cũng sẽ được tính là bóng tốt. Và sau hai pha ném bóng, nếu bạn nhìn vào bảng điểm ở bên phải, bạn sẽ thấy hai con số là 0-2. Con số đầu tiên chỉ thị cho bóng xấu và con số thứ hai chỉ thị cho bóng tốt. Điều này có nghĩa là người ném bóng đã có 0 bóng xấu và 2 bóng tốt. Hãy chờ xem pha bóng thứ ba. Như bạn có thể thấy, bóng bay rất chật khỏi vùng bóng tốt và đây đương nhiên sẽ được tính là bóng xấu. Lại một lần nữa, người đánh bóng văng ngược ra đằng sau. Tuy nhiên, như đã đề cập, bởi vì người ném bóng đã có 2 bóng tốt rồi, cho nên khi người đánh bóng văng ngược ra đằng sau vào vùng bóng lỗi thì bóng lỗi lần này sẽ không được tính thêm là bóng tốt nữa và hai bên sẽ buộc phải ném lại. Lại bóng xấu. Và tỷ số bây giờ là 2 bóng xấu, 2 bóng tốt, 2-2. Và như vậy, người ném bóng đã ném vào vùng bóng tốt và người đánh bóng cũng không đánh bóng được. Như vậy đây là bóng tốt thứ 3, có nghĩa là tỷ số là 2-3. Và cũng có nghĩa là người ném bóng đã có 3 lần bóng tốt. Và như thế, người đánh bóng bị loại. Thì trong trường hợp này mình sẽ gọi là strikeout, loại trực tiếp. Vậy đó là cách loại trực tiếp. Nhưng trong trường hợp người ném bóng ném 4 lần bóng xấu hoặc ném bóng trúng người đánh bóng thì người đánh bóng có quyền được thong thả đi bộ lên chốt. Cách số 2 để loại được cầu thủ tấn công gọi là loại F, hay còn gọi là force out. Sau khi đánh được bóng, cầu thủ tấn công buộc phải chạy lên chốt 1. Vì vậy, nếu đội phòng thủ trả bóng về chốt 1 trước khi cầu thủ tấn công chiếm được chốt, cầu thủ tấn công sẽ bị loại. Nếu bóng được trả về chậm hơn, cầu thủ tấn công sẽ chiếm được chốt đó. Còn một trường hợp nữa để loại F giống như vậy. Vì trong bóng chạy không cho phép hai cầu thủ tấn công được đứng trên cùng một chốt, cho nên nếu có một cầu thủ của đội tấn công chạy về chốt đang có người, người đứng ở trên chốt đó buộc phải chạy lên chốt tiếp theo. Ví dụ như trong clip sau. Spencer Shortis, Henry Moon, Jacob. Trong tất cả các tình huống mà cầu thủ đội tấn công buộc phải chạy lên chốt tiếp theo như vậy, đội phòng thủ chỉ cần có được bóng và chạm vào chốt mà cầu thủ tấn công đang buộc phải tiến tới đó là có thể loại được. Cách số 3 để loại được cầu thủ tấn công đó là loại chạm, hay còn gọi là tag out. Cái tên đã nói lên tất cả. Khi cầu thủ tấn công không đứng ở trên chốt, bạn chỉ cần có được bóng và chạm vào người họ là sẽ loại được.
his team down by two makes the last out. Uehara picks him off. And Carlos Beltran is standing at the plate with a bat in his hands. And the Red Sox celebrate the victory. Cách cuối cùng, cách số 4 chính là loại bóng bổng, hay còn gọi là flyout. Đây là cách dễ hiểu nhất. Nếu cầu thủ đánh bóng bay lên trời và chưa chạm đất, chỉ cần bắt được trái bóng đó là người tấn công sẽ bị loại. Davis hits one high and deep to right field. Back goes Betts at the wall. He leaps. Can he get it? He did! Unbelievable catch by Mookie Betts. Brings it back in. Robs Davis and ends the game all in one. Các bạn thấy đấy, có rất nhiều cách để loại được cầu thủ của đội tấn công. Dù cho có hơi phức tạp một tẹo, nhưng nó lại khiến cho các pha phòng thủ trong bóng chày trở nên cực kỳ thú vị. Ở trong bóng chày, cả những pha tấn công và phòng thủ đều được khán giả chú ý, trầm trồ và tán dương giống như nhau. Tuy nhiên, pha bóng được ca tụng nhiều nhất trong bóng chày không gì khác chính là pha ghi điểm trực tiếp, hay còn gọi là home run. Home run! Tấn công sẽ ghi điểm ngay lập tức nếu đánh được bóng qua cả khu vực sân ngoài và bay lên khán đài trong vùng sân cho phép. Khi pha home run được ghi, ở trên sân có bao nhiêu cầu thủ tấn công thì đội tấn công sẽ ghi được bấy nhiêu điểm. Chúc mừng, vậy là bạn vừa biết luật chơi cơ bản của bóng chày. Tuy nhiên, bóng chày vẫn còn rất nhiều những luật nho nhỏ khác. Dù vậy, nếu biết luật chơi cơ bản, bạn đã hiểu được đến 80% diễn biến của một trận bóng rồi. Luật bóng chày tuy có hơi phức tạp một xíu, nhưng đó lại là một trong những lý do khiến môn thể thao này trở nên thú vị. Nếu bạn muốn nắm bắt được luật chơi kỹ hơn, các bạn có thể liên hệ các câu lạc bộ bóng chày ở gần nhất, hay tự nhóm họp bạn bè lại chơi thử, hay đơn giản hơn nữa là lấy điện thoại thông minh ra và tải game bóng chày về chơi. À, còn một lưu ý nữa, đó là nếu bạn đang đọc truyện Doraemon bóng chày ở bản phát hành đầu tiên được in từ trái sang phải của nhà xuất bản Kim Đồng, thì sau khi xem hết video này bạn sẽ nhận ra ấn bản này dịch sai rất nhiều lỗi. Cũng vì dịch sai như vậy nên bản thân mình ngày xưa mất rất lâu mới hiểu được luật cơ bản của bóng chày. Mình vẫn chưa có cơ hội xem thử phiên bản Doraemon bóng chày được tái bản in từ phải sang trái, nên hy vọng bản dịch mới này sẽ được làm tốt hơn. Nhưng mà sau khi xem xong clip này, mình mong ước sẽ giúp các bạn hiểu hơn về luật chơi của môn thể thao này, cũng như dễ theo dõi hơn khi đọc truyện nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu có câu hỏi gì xin hãy để lại bình luận ở dưới video nhé. Hãy subscribe và bấm nút chuông để đón xem các video về bóng chày và đội bóng chày nếu quý đã tệ từ kênh của mình nhé. Let's play ball. Bye bye.